Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ phát âm 4 âm tiết mà mình mới vừa được học. Âm thứ nhất đó là âm y dài. Is, please, please, bis, bis, English, English, with, me, please, bis, English, with me. Âm thứ hai là âm y ngắn. Is, 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 not, not, difficult. This morning, Lacey and Jasmine was a special occasion. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to talk about English. Firstly, it's not difficult to speak English. Secondly, practice makes